người học trò năm mấy. Nhớ quá tiếng nói cô thầy, nhớ những ngày đến lớp, tất cả những kỷ niệm dường như mới hôm qua. Những ca từ ấy chính là những dòng tâm sự mà bạn Bích Hồng cùng tốt múa đến từ chi đội lớp 8B muốn gửi tới quý vị thầy cô cùng một toàn thể hội thi ngày hôm nay. Bài hát với tựa đề Cô ơi, để người ta chờ chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục của chi đội 8B.